Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình, cấu sóng cũng như là làm repeater modem WLAE-AG300N. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là modem này có khả năng thu cả sóng 2.4 và 5.0 GHz. Chip là Teros 400, RAM 32 MB. Trên thiết bị của chúng ta là có một dắt cắm điện dính liền và hai vọt lan. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách cấu hình. Đầu tiên là các bạn sẽ ngắt kết nối vì do chúng ta đang hướng dẫn cấu hình là làm repeater, làm cấu sóng, nên chúng ta phải ngắt kết nối giữa thiết bị với modem. Đây, trên hình tôi có hướng dẫn là dấu X cắm điện nguồn cho thiết bị. Sau đó các bạn dùng một sợi LAN kết nối với laptop hoặc PC, một trong bốn cổng LAN của nó. Ở đây thì tôi trên hình thôi là sử dụng một hình chung, nhưng trong các thiết bị của các bạn và trong thiết bị WLAE-AG300N chỉ có hai vọt LAN, bạn có thể cắm một trong hai vọt LAN, vọt nào cũng được. Sau khi cắm xong thì các bạn click phải chuột vào, ở đây tôi hướng dẫn trên nền là Windows 8.1 nên các bạn nó cũng tương tự với Win 7 nên các bạn có thể làm tương tự. Click phải chuột vào biểu tượng của Open Network and Service Center, các bạn chọn chain adapter setting. Đây là cổng LAN chúng ta đang kết nối với thiết bị AG300N. Rồi các bạn đút phải chuột vào, không, các bạn double click vào, chọn property, sau đó kéo xuống chọn internet protocol version 4. Các bạn có thể nhấp kép vào hoặc chọn property cũng được, ở đây tôi nhấp kép vào cho nhanh. Sau đó các bạn sẽ cấu hình IP tỉnh cho máy, các bạn chọn use the following IP address, sau đó các bạn gõ 192.168.11.1. các bạn sau đó các bạn nhấn tab, nó sẽ ra 255.255.255. Ba ô trống còn lại các bạn không cần phải đi gì cả. Sau đó các bạn nhấn OK, và OK tiếp tục, và sau đó là Close, Close it. Các bạn sẽ mở một trình duyệt web, trình duyệt web nào cũng được, có thể là Ear, Chrome cộng hoặc là Chrome. Ở đây tôi sẽ sử dụng Chrome. Trên thanh trình duyệt Chrome, bạn gõ 192.168.11.100, enter. Trên bảng nó sẽ hiện cho các bạn thiết bị là thông báo tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng ở đây mặc định của các thiết bị Buffalo trên firmware gốc, hay còn gọi là firmware user friendly là root, ROOT. Password là trống. Các bạn nhấp vào đăng nhập. Khi các bạn vào từ cái bảng bên trong của firmware thì các bạn, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thiết lập. Bây giờ là các bạn sẽ thiết lập nó là repeater. Các bạn nhấp vào tab wireless config, sau đó là tab wds bên dưới. Mặc định của thiết bị khi mà ở trạng thái factory, nghĩa là trạng thái của nhà máy xuất xưởng, thì nó là master, nghĩa là nó là một con access point. Bây giờ tôi sẽ cho nó thành một thiết bị repeater. Các bạn nhắc vào chọn slave, ở đây chúng ta là những thiết bị connect repeater cùng dòng, nghĩa là
cùng modem với nhau. Thông thường các bạn nên chọn layer C để có thể repeater những modem khác, ví dụ như là những modem khác của Buffalo hay là Tenda hay là Family Leadership chẳng hạn. Các chọn layer C. Sau khi chọn layer C, các bạn nhấp vào nút search. Cho khoảng vài giây thì các bạn sẽ search ra một vài access point xung quanh đó. Đây, ở đây tôi sẽ chọn Wi-Fi là nhà tôi, cũng là tên trang web của tôi. Các bạn nhấp vào đây, chọn Select. Tới bước này các bạn sẽ thấy là Wireless Authentication. Làm sao để biết được wireless của chúng ta đang ở chế độ chuẩn password nào? Các bạn làm theo tôi. Ở đây tôi đã connect sẵn với wireless www.chinhnguyen.vn. Còn bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn xem được cái kiểu bát của thiết bị. Ở đây chúng ta có thể lấy là chương trình đòi hỏi chúng ta phải biết được kiểu bát WBA2. Và đương nhiên ở những phân bay góc như thế này, chúng ta hoàn toàn không thể connect được những thiết bị có những chế độ bus wifi là mismatch. Tôi sẽ nói sau. Mismatch tôi chỉ nói sơ cho các bạn là nó là một thiết bị chạy chế độ phát động giữa WBA và WBA2. Và bên dưới cũng vậy. Nếu các bạn chọn mismatch WBA2 thì bên dưới nó cũng có TKIP hoặc IIS với những cái chuẩn bát cao. Thì có những thiết bị nó sẽ chạy động là mismatch trên TKIP và IIS. Thế thì chúng ta sẽ có thể 99% là không thể nào repeater được với những thiết bị đó. Nhưng sau khi các bạn lên repeater firmware DDWRT thì vấn đề này có thể giải quyết nhưng cũng không có khả thi cho lắm. Quay lại vấn đề thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn càng cách để các bạn xem cái chế độ bát của Wi-Fi gốc chúng ta cần câu sống. Các bạn click phải chuột vào bên Network Sharing Center. Sau khi các bạn connect vào Wi-Fi của con gốc, ở đây tôi sử dụng là Windows nên tôi sẽ hướng dẫn bằng cách của Windows. Các bạn nhấp vào Wireless, chọn icon Wireless Wi-Fi ở đây. Sau đó các bạn nhấp vào Wireless Properties. Sau đó chọn tab Security, nhấp vào nút Check Show Character. Rồi, các bạn có thể thấy là ở đây Windows thể hiện cho chúng ta kiểu bát của Wi-Fi gốc là WPA và IIS, bên dưới là IIS, Network Security ở đây. Rồi, các bạn luôn nhớ 3 điểm này, chúng ta sẽ điền vào bên trong của thiết bị. Chương trình đòi hỏi, đây WPA, bên dưới IIS, đây là password. Các bạn gõ vào 1234 1234. Sau đó các bạn apply. Chờ khoảng 15 giây để thiết bị có reset lại. Sau đó các bạn sẽ vào. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cấu hình nó thành một access point. Sau khi đã có được tín hiệu IP từ Wi-Fi chủ thì các bạn vào cấu hình Wi-Fi tên cho nó. Đây tôi sẽ chỉ cho bạn. Các bạn nhấp vào tab WPS đầu tiên. Thông thường chúng ta không sử dụng chuẩn bát mã pin của Windows nghe hỏi. Đó là WPS. Nên chúng ta hãy tắt nó đi để đỡ phiền phức sau này. Các bạn apply. sau đó
các bạn nhấp vào tab 11 NRGB này. Wi-Fi radio chính là khi các bạn check vào nút view là các bạn đang bật chế độ Wi-Fi, phát Wi-Fi cho nó. Nếu các bạn không check vào nút view nó sẽ không phát Wi-Fi. Ở đây tôi sẽ check lại cho các bạn thấy. Sau đó các bạn sẽ chọn thông thường ở đây auto channel đã ẩn, các bạn không chọn được, bên dưới là bên voice. Thông thường các bạn nên chọn 20 hẹp hoặc auto select 20 hoặc 40, nhưng thông thường nên khuyến cáo của manual của Buffalo các bạn nên chọn 20 hẹp do một số thiết bị không thể dò được những băng tần chạy 40 hẹp. Ta sẽ chọn 20 hẹp. Honor Multiple SSID. Ở đây chúng ta sẽ thêm được những SSID là khắp. Nhưng tuần này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. SSID ở đây là SSID chính. Đây tôi sẽ thử nhấp vào Multi SSID để các bạn hình dung được cả manual nó sổ ra. Đây, nó sẽ sổ ra là SSID 1, SSID 2, SSID 3. Đây là những SSA23 đây thì là SSID của khách, nghĩa là mạng Wi-Fi của khách. Nó sẽ giới hạn một số quyền. Phần này tôi sẽ trình bày các bạn ở một video kế tiếp. Còn bây giờ tôi sẽ sử dụng một SSID chính rồi thôi. Các bạn nhấp vào nút bên dưới để chọn cách setting bằng manual. Còn không thì thiết bị sẽ set theo tên mặc định của nhà sản xuất. Đây là cái tên mặc định. Ở đây tôi sẽ set tên của nó. Ở đây tôi sẽ set là chỉnh tên nó để các bạn dễ hình dung. Tên là 2A. Cũng như tôi đã nói lúc khi các bạn connect to Twitter thì đây wireless authentication, các bạn nên chọn chuẩn bát WPA hoặc WPA2, tuyệt đối không chọn miss mode, bởi miss mode có một số thiết bị đời cũ sẽ không thể nào giải mã được chuẩn bát này. Thông thường ở những quán cà phê các bạn nên chọn là WPA, bởi các bạn khách hàng của các bạn là những người sử dụng rất là nhiều loại thiết bị khác nhau, có những loại thiết bị rất là cổ nên chọn WPA. Còn nếu các bạn dùng cho gia đình, các bạn có thể nắm được là các thiết bị của mình là thuộc dạng đời mới tương đối thì các bạn chọn WPA2. Thông thường tôi chỉ chọn WPA. T-Kit IIS, T-Kit thường chúng ta ở Việt Nam chúng ta sẽ sử dụng là IIS, chúng ta sử dụng của chuẩn châu Âu. Đây là BAS. Các bạn lưu ý là password ít nhất phải có 8 ký tự. Thì tôi sẽ set ở đây là 8 ký tự. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn có thể set 90 hoặc hơn cũng được, nhưng mà ít nhất phải là 8 ký tự. Sau đó tôi sẽ apply. Tiếp tục nữa là apply. Trong quá trình apply thì để mà ra được internet thì các bạn kiểm tra được là mình đã ra được internet là đã câu sóng thành công hay chưa. Các bạn vào click phải chuột vào đây, open network server. Chọn Channel Adapter Setting. Đây là cạc LAN. Tôi đang connect với AG300N bằng dây. Tôi chọn Routing. Internet Protocol version 4. Tôi sẽ trả về IP động, Optional IP Address Automatic. Bên dưới cũng vậy. Ok.
Khi màn hình chúng ta bên dưới hiển thị, khi mà kết nối lan với thiết bị AC300N hiển thị tín hiệu internet access thì các bạn đã thành công. Ở đây tôi sẽ tắt kết nối với Wi-Fi chủ và thử disable các lan và connect với Wi-Fi mới của router. Next, phải chọn nó. Khi mà đã connect, ở đây các bạn có thể thấy hình dung được là Windows báo Internet Access và sẽ thử lướt web. Trong trang web của tôi thì ngoài hướng dẫn cho WLAE-AG300N, các bạn có thể tìm thấy những hướng dẫn khác trong trang chính nguyện.vn. Các bạn nhìn bên tay trái, đây là phần hướng dẫn cài đặt, nhấp vào. Đây là những hướng dẫn tôi đã vào. Trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với tôi thông qua trang web chuyển nguyện.vn. Xin chân thành cảm ơn.